Nhận lời mời của ngài Rena Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 17 đến 20 tháng 6. Ngày 19 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Rena Singh đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được gặp lại Bộ trưởng Rena Singh và cho rằng cuộc hội đàm là cơ hội để hai bên trao đổi các định hướng nhằm góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Bộ trưởng Rena Singh nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Phan Văn Giang đến thăm chính thức Ấn Độ, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh, Ấn Độ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Hai bên thống nhất đánh giá thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ được quan tâm thúc đẩy, triển khai phù hợp với các khuôn khổ, các văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký, đạt được những kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, trên cơ sở tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030, phù hợp với quan hệ hữu nghị, truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, trao đổi đoàn các cấp, duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng, quân y, cứu hộ, cứu nạn, phù hợp với nhu cầu và khả năng đáp ứng của mỗi bên. Về hợp tác đa phương, hai bên phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và các cơ chế của ASEAN mà Ấn Độ là đối tác tham gia. Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ quan điểm về giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982.